hai chiếc và bên trong đây là lớp cửa chính, lớp cửa nhôm xingfa, lớp cửa chính của căn nhà bên trong thì có màn rèm và khu vực không gian phòng khách thì chúng ta sẽ có bộ sofa, có tủ kệ tivi, màn hình tivi 65 in và hai bên tường ốp nhựa trang trí cũng như ốp giả đá trang trí rất là đẹp phía trên thì có trần thạch cao phẳng, đèn led và đèn trần chiếu sáng rất là tuyệt vời, căn nhà rất là đẹp không gian phòng khách thì quý vị thấy có đầy đủ nội thất và được làm rất là đẹp và cực kỳ hiện đại này. Phía dưới cầu thang thì sẽ có tủ để đồ và tủ kệ trưng bày. Khu vực cầu thang thì với tay vịn gỗ sồi, lan can bằng sắt và mặt đá hoa cương màu trắng. Bên trong thì quý vị sẽ đến với không gian bếp với khu vực bếp được thiết kế vô cùng thoáng với hệ thống bàn ăn 4 ghế, bàn ăn 6 ghế hai bên tường được ốp nhựa và ốp kính caro cũng như là ốp giả đá rất là tuyệt vời. Khu vực bếp thì có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ an cường có phủ acrylic bóng gương, có bồn rửa trên bát giá kệ để trên bát và có khu vực đặt bếp âm. Đặc biệt căn nhà mình phía sau cùng sẽ có khoảng giếng trời suốt phía sau với hệ thống cửa uh, nhôm sinh pha và được trồng cây xanh ở phía sau cuối nhà nên sẽ có không gian phía sau rất là thoáng mát cho không gian căn nhà mình. Khi mà chúng ta nấu bếp ở trong khu vực uh, bếp thì mở cái cửa cửa ra khu vực giếng trời này thì nó sẽ rất là thoáng cho không gian bếp của nhà mình. Một không gian giếng uh, trời phía sau rộng khoảng tầm 80 phân chạy suốt căn nhà gió rất là nhiều và lùa vào bên trong căn nhà rất là mát nha quý vị căn nhà này thì uh, xây mới và thiết kế rất là đẹp theo mẫu nhà phố hiện đại. khu vực vệ sinh dưới cầu thang có khu vực bồn cầu và vòi tắm hoa sen. khu vực rửa mặt sẽ nằm bên ngoài nha mọi người. khu vực rửa mặt thì uh, có lavabo rửa mặt được đặt bên ngoài và bên ngoài là không gian phòng khách khách với đầy đủ nội thất kèm theo. đây là mẫu nhà thiết kế quá hiện đại và cực kỳ cao cấp. 4 phòng ngủ sẽ có 3 phòng vệ sinh. Phòng ngủ thì sẽ có giường ngủ 1 uh, m 8 chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, máy lạnh sáp. Tài... Sàn phòng ngủ thì ốp gạch uh, 60, màu tương đối đẹp. Và phía sau thì do nhà mình có dính trời suốt phía sau 1 mét nên là được chỗ cửa sổ hai cánh có cả màn rèm. Cửa thì được làm bằng cửa nhôm sinh pha. Khi chúng ta ở trong căn nhà mà thiết kế giống như hai mặt tiền trước sau như thế này thì sẽ rất là thoáng và mát cho không gian bên trong của căn nhà phòng vệ sinh thì với bồn cầu, la bồ rửa mặt, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và qua bên đây là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước của căn nhà, một phòng ngủ khá là đẹp nữa. Phòng ngủ này thì cũng có giường ngủ mét 8 chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo rộng đóng đụng trần. Kết hợp với máy lạnh shop được đặt ngay trên cửa ra vào của phòng ngủ, cửa sổ ngay đầu giường và cửa ra ban công hai cánh. Ngoài ban công có ban công 1m2 với cây xanh được trồng bên ngoài và lan can được làm bằng sắt bên ngoài trên trần thì có ốp nhựa này và đèn led tạo nên một không gian nhà phố hiện đại rất là đẹp và cao cấp